Xin chào các bạn, mình là Ngô Bảo Châu, học sinh lớp 52 và đây là ngôi trường mà mình đã gắn bó học tập suốt 5 năm qua, trường tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc. Trường của mình đóng chân trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Ca Rông Pa, tỉnh Gia Lai. Là một ngôi trường có nhiều thành tích về phong trào dạy và học cũng như các hoạt động ngoài giờ trên lớp. Với phương châm luôn vươn tới đỉnh cao của những tri thức và khoa học, thầy cô giáo luôn nhắc nhở chúng mình phải thường xuyên tự trau dồi kiến thức thông qua việc học tập, rèn luyện và đọc sách. Vậy thời gian rảnh rỗi các bạn thường làm gì? Vui chơi, nghỉ ngơi hay xem tivi? Còn mình thì để mình bật mí cho các bạn biết nhé. Hãy cùng theo chân mình nào. Đây là nơi mình thường lui tới suốt 5 năm học qua đây các bạn. Thư viện các bạn biết không, thư viện trường mình tuy nhỏ nhưng có rất nhiều loại sách để cho các bạn khám phá tùy theo sở thích của mỗi người. Riêng với mình, đây là không gian mình thích nhất bởi nó có rất nhiều sách nói về lịch sử nước ta. Với mục tiêu đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với các em thiếu niên nhi đồng, nhà xuất bản Kim Đồng đã xây dựng tủ sách tranh truyện lịch sử Việt Nam được nhà nước tài trợ cho các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sách được in trên khổ 14,5 x 20,5 và được xuất bản vào tháng 10 năm 2014. Tủ sách chọn cách viết về lịch sử thông qua những câu chuyện về các anh hùng. Họ là những nhân vật tiêu biểu qua mỗi thời kỳ. Không chỉ có đóng góp tạo nên bước ngoặt lịch sử, mà họ còn được nhân dân yêu mến, nhân gian hóa, sống động trong các tích truyện. Ví dụ như cuốn Mai Thúc Loan khởi nghĩa Hoan Châu, viết về nhân vật anh hùng lịch sử Mai Thúc Loan với làn da đen rám nắng, có sức khỏe hơn người và rất thông minh, nên từ nhỏ đã được bạn bè phong làm thủ lĩnh. Với sức khỏe và trí tuệ hơn người, ông mở lò vật, lập phù san, chiêu mộ trai tráng trong vùng mưu việc lớn. Vợ ông giỏi việc nông trang, nhờ đó gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày càng đông. Nhờ chỉ du ngoạn là được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với nhiều hào kiệt, sau này trở thành những tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ của ông, cùng chống lại nhà Đường. Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo vẫn luôn là một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước oanh liệt của dân tộc ta. Và đây là cuốn Phùng Hưng Bố Cá Đại Vương, người anh hùng nổi tiếng với biệt tài tay không giết hổ, vốn căm ghét cảnh quan quân đô hộ nhà Đường. Ông đã nói: nước ta truyền từ đời vua Hùng lập quốc, có núi Tản, sông Cái, anh linh phòng trợ, vậy mà cứ mãi chìm đắm trong vòng nô lệ. Nước Nam phải do người Nam làm chủ, hà lẽ nào làm thân trâu ngựa mãi, phải đòi cho được non nước gấm vóc này. Với ý chí này, Phùng Hưng và hai em Phùng Hải và Phùng Dĩnh đã cùng nhau chiêu mộ anh tài phát động khởi nghĩa hơn 20 năm chống lại nhà Đường và được suy tôn làm Bố Cái Đại Vương. Hay một vài cuốn sách truyện viết về các nhân vật anh hùng lịch sử như cuốn Lê Hoàn Cày Ruộng Tật Điền, nói về vị minh quân hiền đức đã tạo lập tiền lệ tốt đẹp, là lễ hội tật điền nhằm chấn hưng nền nông nghiệp và khuyến khích người dân trồng việc đồng áng. Hay cuốn Ỷ Lan Cô Gái Hà Dâu, nói về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tài sắc vẹn toàn, hai lần nhiếp chính hay vua, góp phần xây dựng cơ nghiệp rạng rỡ của nhà Lý. Đó là cuốn Lê Lai Liều Mình Cứu Chúa, kể về chiến công của Lê Lai trong cuộc khởi nghĩa của dân tộc, là một bậc trung thành xiết nghĩa xả thân cứu chủ tướng Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của quân Minh. Mỗi nhân vật xuất hiện trong bộ tranh lịch sử Việt Nam đều là những hào kiệt, những anh hùng qua các thời kỳ. Mỗi một câu chuyện đều mang tính nhân văn sâu sắc, như Lê Hoàn vì chăm lo cho đời sống của nhân dân,
nên phải đích thân xuống cày ruộng để làm gương cho ba tánh. Như Lê Lai nguyện được tử trận thay cho chúa công, nhưng vẫn mang trong lòng tâm nguyện: ví như sau này giành được giang sơn, thì xin nghĩ đến công lao của thần, khiến cho con cháu muôn đời được nhờ quốc ân. Được vậy, thần chết cũng nhắm mắt. Bộ truyện tranh còn đặc sắc ở chỗ là truyện được in màu, mỗi hình ảnh đều được minh họa bằng hình vẽ sinh động, phù hợp với nội dung câu chuyện. Hùng cứ châu hoan đất một vùng, vạn an thành lũy khỏi hung sông, bốn phương ma đế lừng uy đức, trăm trịch lý đường phục võ công, lam thủy trăng in tâm ngạc lạnh, hùng sơn gió lặng khỏi la không, đường đi cống vải từ đây đứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Mỗi câu chuyện chỉ vỏn vẹn 30 đến 31 trang, ngắn gọn nhưng vẫn mang tính xác thực của lịch sử, giúp thiếu nhi chúng ta dễ đọc, dễ ghi nhớ. Tủ sách thực hiện được đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Qua hai câu thơ trên, ta đã thấy mong muốn và nguyện vọng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dân Việt Nam phải hiểu biết về lịch sử, về cội nguồn để thêm yêu mến và tự hào dân tộc. Các bạn biết không, sách là nguồn kiến thức bất tận của nhân loại và có ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. René Descartes đã từng nói, đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Đúng vậy đấy các bạn, sau khi đọc xong bộ truyện này, mình cảm giác giống như được sống chung với các nhân vật trong truyện, rất căm ghét chiến tranh, căm ghét sự bóc lột đàn áp của quân xâm lược. Bên cạnh đó, mình cũng rất tự hào về ý chí kiên cường của ông cha ta, về tài mưu lược, về sự hy sinh anh dũng của ông cha để có được nền hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Chính vì vậy, mình mong rằng qua bài giới thiệu này của mình, các bạn sẽ trở nên yêu mến lịch sử hơn và tìm đọc nhiều cuốn sách hơn nữa để tự trao dồi kiến thức cho bản thân các bạn nhé. Có thể từ khi mới bắt đầu đọc sách, các bạn sẽ cảm thấy chán, nhưng bạn hãy tìm cho mình cuốn sách phù hợp với sở thích, tính cách, lúc đó các bạn sẽ hình thành thói quen đọc sách ngay thôi. Chúc các bạn tìm được thật nhiều năng lượng tích cực trong mỗi quyển sách các bạn nhé.